Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Mê vừa phối hợp với hợp tác xã Cát Lý, huyện Vị Xuyên tổ chức bàn giao bò hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi bò vùng cao sinh sản gắn với tiêu thụ sản phẩm cho các hộ nghèo của xã Minh Ngọc. Đây là chương trình tự nguyện theo tiểu dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của chính phủ. Đối với phòng và đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã tuyên truyền vận động các hộ dân tham gia theo chuỗi. Đến thời điểm thì các hộ đã đồng tình ủng hộ các cái chương trình dự án của phòng triển khai tại xã. Theo hồ sơ bình xét, đợt này 11 hộ gia đình ở xã Minh Ngọc thuộc diện hộ nghèo đã nhận được 21 con bò, trong đó 10 hộ nhận 2 con, 1 hộ nhận được 1 con. Mỗi con bò được nhà nước hỗ trợ 50% tiền để mua, còn lại gia đình tự đối ứng 50%. Cụ thể, chính phủ hỗ trợ mỗi gia đình đăng ký mua 2 con bò, mỗi con có trọng lượng 220 kg với đơn giá là 95.000 đồng 1 kg thì sẽ được hỗ trợ 20 triệu đồng. Còn gia đình nuôi 1 con được hỗ trợ 10 triệu đồng. Số bò tự nguyện chăn nuôi trong 3 năm không phải trả lãi được Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Mê, đơn vị chủ đầu tư ký kết với hợp tác xã Cát Lý hỗ trợ về kỹ thuật chăm sóc trong suốt quá trình nuôi, sau đó sẽ bao tiêu mua toàn bộ sản phẩm theo giá thị trường. Chúng tôi đảm bảo cái con bò cung ứng lên đây là đúng theo cái tiêu chuẩn cái bò giống bò vùng cao mà chúng bò đơn vị hiện nay là cũng đang tiêu thụ cái bò này. Thì chúng tôi cung cấp bò này, chúng tôi có trách nhiệm chúng tôi bao tiêu lại những cái sản phẩm của bà con khi làm ra. Trước đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Mê, trạm chăn nuôi và thú y huyện và xã Minh Ngọc đã cử cán bộ đưa người dân đến hợp tác xã Cát Lý, huyện Vị Xuyên để trực tiếp nhận số bò tại ngay trang trại hợp tác xã Cát Lý, thực hiện bấm số trên tai bò và các biện pháp tiêm phòng cho đàn bò, sau đó mới vận chuyển về xã Minh Ngọc để bàn giao cho các gia đình, đảm bảo đúng chất lượng đã cam kết.